Bí kíp tài chính giúp chàng trai 27 tuổi tiết kiệm đủ tiền để nghỉ phép một năm du lịch thế giới. Kiệt sức vì công việc, Issa Gento vừa quyết định dừng làm việc trong vòng một năm để lấy lại cân bằng. Tháng 7 năm 2022, Issa Gento vừa nghỉ công việc dạy học sau 5 năm để nghỉ ngơi một năm và hồi phục sau những tổn hại về tinh thần cũng như thể chất mà nghề này đã gây ra cho anh trong đại dịch. Sau khi lập kế hoạch và tiết kiệm được 20.000 USD trong 3 năm, chàng trai 27 tuổi quyết định thôi việc. Tôi thực sự bị kiệt sức vì công việc dạy học, đặc biệt là trong thời gian đại dịch, anh chia sẻ. Theo World Street Journal, trong đại dịch, 300.000 giáo viên và nhân viên trường công lập tại Mỹ đã nghỉ việc. Theo Hiệp hội Giáo dục Quốc gia Mỹ, bất chấp những căng thẳng liên quan đến COVID-19 trong công việc, lương trung bình của giáo viên ở quốc gia này chỉ tăng 1,8% từ năm 2019 đến năm 2021. Tover cho biết anh bắt đầu sự nghiệp giảng dạy ở Nashville, Tennessee từ năm 2018. Tôi làm việc tại một trường trung học dành cho học sinh da màu. Tôi được trả lương 44.000 USD mỗi năm. Mọi thứ khá ngột ngạt, Tâu Vơ nói. Một năm sau, Tâu Vơ được mời làm công việc lương cao hơn ở Washington. Và anh bắt đầu công việc mới với mục tiêu tiết kiệm đủ tiền để tạm dừng công việc giảng dạy trong một năm để nghỉ ngơi. Suy nghĩ về định hướng công việc. Dưới đây là cách Tâu Vơ thiết lập mục tiêu và thực hiện kế hoạch tiết kiệm 20.000 USD. Giảm chi phí sinh hoạt. Khi làm việc ở Natview, Tover đã mua căn nhà đầu tiên với khoản thế chấp hàng tháng là 1.063 USD. Công việc mới ở Washington đem lại cho anh mức lương 58.500 USD mỗi năm. Đến năm 2022, sau khi hoàn thành một chứng chỉ nghề nghiệp, mức lương hàng năm của Tover được tăng lên 67.000 USD. Mặc dù về mặt kỹ thuật, Tover có nhiều tiền hơn để chi trả cho nhà ở với công việc mới, nhưng anh đã chọn sống với ba người bạn cùng phòng khác trong một ngôi nhà ba phòng ngủ. Số tiền hàng tháng mà anh phải trả khi thuê một phòng ngủ trong căn nhà cùng người bạn đại học của mình là 350 USD. Điều đó giúp anh tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể cho mục tiêu để dành 20.000 USD của mình. Ngoài ra, sau khi bắt đầu công việc mới, Tover bán căn nhà ở Natview và đầu tư tiền lãi vào tài khoản hưu trí, đa dạng hóa thu nhập. Tover nói rằng khoảng một nửa quỹ nghỉ phép một năm của anh đến từ thu nhập từ công việc phụ. Ngoài công việc chính ở trường, tôi còn làm cố vấn cho một câu lạc bộ, dạy thêm để có thêm thu nhập. Bên cạnh đó, tất cả những khoản thu nhập bất ngờ đều được tôi tiết kiệm, Tover cho biết. Kế hoạch tương lai Vì khoản tiền 20.000 USD không quá nhiều nên Tover tìm mọi cách để chi tiêu hợp lý khi nghỉ dạy học một năm. Ví dụ, anh ở nhờ nhà bạn bè, người thân khi đến các thành phố khác và quốc gia khác hay đặt trước tất cả các chuyến bay để được hưởng ưu đại tốt nhất. Giờ đây, khi một nửa kỳ nghỉ phép đã qua đi, Tover đã bắt đầu tìm việc mới. Sau một thời gian nghỉ ngơi, tôi đã hiểu rõ hơn mong muốn của mình trong công việc. Tôi cho rằng, với giáo viên nói riêng và các nghề khác nói chung, khi cảm thấy mệt mỏi, bạn nên nghỉ ngơi lâu hơn một chút để lấy lại cân bằng. Và để làm được điều đó, bạn cần thực hiện kế hoạch tiết kiệm để có đủ tiền trang trải trong thời gian tạm nghỉ đó, Tover chia sẻ. Nguồn, bi